Giá cà phê hôm nay 26 tháng 12 năm 2022 trong khoảng 40.100 đến 40.800 đồng trên kg tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.100 đồng trên kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng trên kg. Tại huyện Iahleau, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.300 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.800 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 40.700 đồng trên kg ở Đắk Lờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng trên kg Chư Prong ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.700 đồng trên kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.700 đồng trên kg. Giá tiêu hôm nay 26 tháng 12 trong khoảng 57.000 đến 59.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 58.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 57.500 đồng trên kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 57.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 59.500 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 58.500 đồng trên kg. Thân ái chào bà con!